Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với Cadence Channel. Xin chào các bạn. Hôm nay Cadence Channel trở lại để chia sẻ với các bạn một đề tài. Thì từ hồi mà Tổng thống Trump ông lên ông nắm chính quyền đó, thì ban đầu ông nói là ông sẽ mang hết việc làm về nước Mỹ để mà ông làm cho người dân Mỹ ai cũng có việc làm hết, hoặc là phần lớn người dân Mỹ sẽ có việc làm, chứ ông không có muốn là công việc chia ra cho những người nước khác làm. Nếu các bạn thích Cadence Channel và thích xem những video như thế này, mong các bạn nhấn nút like, và nếu các bạn chưa subscribe thì mong các bạn nhấn nút subscribe. Thế nên là ông sẽ làm cái thực hiện cái chuyện đó bằng cách là ông mang tất cả hay là một số những cái doanh nghiệp của Mỹ đó mà đang hoạt động ở những cái nước lớn về Mỹ trở lại để mà có thể giảm bớt cái nạn thất nghiệp ở Mỹ. Một mặt khác nữa thì ông hạn chế cái việc mà di dân lậu đó, để mà ông mang cái công việc đó cho những người Mỹ chính thức là công dân Mỹ có việc làm. Thế mà sau khi mà ông đắc cử tổng thống được vài năm rồi á, thì bây giờ ông lại nói là bây giờ nền kinh tế Mỹ quá là phát triển mạnh quá đến cái nỗi mà lực lượng nhân công tại Mỹ là không đủ. Thế cho nên là giờ ông lại muốn có một cái chính sách mới, đó là cái chính sách mà ông ấy muốn di dân ở trong những cái nước khác đó đi sang bên Mỹ để có thể lao động trong những cái ngành mà Mỹ đang thiếu. Mà những cái ngành mà của Mỹ đang thiếu bây giờ là những ngành nông nghiệp là một này, rồi tức là làm việc ở trong những cái trang trại là một, rồi cái ngành làm việc trong khách sạn, rồi phục vụ khách sạn là hai đó, rồi những cái ngành mà làm việc trong những cái chế biến hải sản, những cái công ty chế biến hải sản là ba. Đó, ba ngành đó là ba ngành mà thiếu hụt nhân công rất là nhiều. Hiện tại bây giờ thì ba ngành đó là mướn nhân công rất là khó. Thế nên là bây giờ ông Tổng thống Trump thì ông lại muốn có một cái chính sách nới rộng hơn, cởi mở hơn để có thể là cho phép những cái người mà di dân lậu đó, tức là những cái người thường thường là những người mẽ Mexican đó, thì họ sang đây họ làm việc ở những cái nông trại mà họ làm việc lậu không, mà chứ họ không có ở trong cái tình trạng mà hợp pháp. Thế nên là bây giờ thì cái dự luật mới ra ngày 13 tháng 12 là được Hạ viện thông qua rồi, nhưng mà Thượng viện thì chưa biết. Thế nên là chúng tôi chia sẻ đề tài này hôm nay lên đây để mà cho các bạn có thể hiểu rõ thêm một chút xíu nữa về những cái sự thay đổi trong luật lệ của nước Mỹ. Nên chúng tôi cách đây chừng độ vài tuần lễ thì chúng tôi có đọc được một cái tin tức ở trên mạng đó. Họ nói là ba thành phố lớn của Việt Nam mình là Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng đó, thì có thể là được phép cho người dân ở đó xuất khẩu lao động sang Mỹ để mà làm việc trong những cái nông trại, làm việc ở trong farm thôi, trong nông trại đấy, trong theo thời vụ, có nghĩa là trong một cái thời hạn là từ 6 tháng đến 10 tháng. Thế nhưng mà cái tin tức này thì tôi nghĩ là không phải là tin tức chính xác đâu, và còn có nhiều người ta còn nói là nếu mà những người mà lao động á mà đi từ Việt Nam qua Mỹ làm á, mà làm chẳng hạn như vào trong trại mà hái cam đi, hoặc là làm thợ hàn bên Mỹ đi, tại vì những cái nghề đó là đang thiếu hụt nhân công rất là nhiều, thì họ nói là lương tháng từ 4.000 đến 6.000 đô. Thế nhưng mà theo như sự hiểu biết của chúng tôi thì chúng tôi không tin, bởi vì cái người mà làm việc trong trang trại đó thì đi hái trái cây cho những người chủ trang trại đó, họ chỉ nhận được một cái mức lương rất là khiêm tốn, khoảng chừng 7-8 đô một giờ thôi, người nào mà làm cao tay lắm là được 10 đô la một giờ. Cái lời đó là lời của những cái công ty mà môi giới, phải không? Môi giới công việc họ nói, họ phải nói, họ bóc lên như vậy để cho mọi người tin là bên Mỹ này rất là dễ kiếm tiền, và bên Mỹ này lượm tiền ở trên giống như lượm trên cây đó, đầy trên cây lượm tha hồ, ai cũng có thể làm giàu. Mà mình nghe nói như vậy thì mình phải hỏi hiểu biết làm sao, tin sao làm sao mà có nhiều tiền như vậy mà không ai làm. Mà đến nỗi mà ông Tổng thống Trump này, ông còn phải nói là nước Mỹ này giờ đang phát triển rất nhiều mà thiếu hụt nhân công, không phải là nó phát triển mà nó thiếu hụt nhân công, mà nhân công hồi xưa nay nó thiếu hụt mà bây giờ còn cấm không cho những người đó làm thì nó càng thiếu hụt trầm trọng. Tại vì người Mỹ họ rất là lười, họ không bao giờ họ muốn làm cái công việc gọi là thấp kém. Họ là không phải là thấp kém mà công việc nặng nề thì họ coi trong đầu họ như là thấp kém. Đúng họ rồi. Muốn làm và họ chỉ muốn làm cái công việc mà họ ngồi chỗ họ chơi thôi. Nhưng mà cái đó là sự thật, tại vì con biết rất nhiều người Mỹ bạn con tụi nó không có học xong không học college, nó chỉ có học high school thôi, mà ra tụi nó không chịu làm McDonald's, không chịu làm nông, không chịu làm những cái công ty công việc mà trả ít tiền. Nó chê là ít tiền, dưới 15 đồng giờ nó không làm. Đó, thế nó chỉ muốn ngồi cái công việc mà dễ mà là trên 15 đồng thì nó mới làm thôi. Đấy.
Thế cho nên là thực sự ra thì nước Mỹ thiếu rất là nhiều nhân công, là nhưng mà những người thất nghiệp họ vẫn thất nghiệp. Tại sao vậy? Bởi vì họ không chịu làm những công việc thấp kém. Thế cho nên Họ coi là thấp kém chứ không coi phải là thật thấp sự nó là kém, nhưng thấp mà thực kém. sự không phải là những công việc thấp kém. Công việc không có một công việc nào gọi là công việc thấp kém cả, chỉ có những cái người mà lười lao động thì họ cho đó là công việc thấp kém thôi. Đúng vậy. Đó thì thứ nhất đó, thứ nhì nữa đó là khi mà nghe cái tin là nói là mướn nhân công làm việc trong những cái nông trại 1 tháng mà đến 4-5 ngàn đô thì chắc chắn là không có đâu, bởi vì họ làm cao tay lắm là được 2 ngàn đô 1 tháng. Đấy. Bởi vì họ trả có từ 8 đồng đến 10 đồng một giờ thì họ chỉ mang về khoảng 2.000 đô một tháng Thì cái đó là cho những cái thôi. tiểu bang mà trả lương ít, nhưng Ừ. mà những cái tiểu bang trả lương cao như là Washington Ừ. và tiểu bang California thì sẽ trả cao hơn. Ừ. Đó, tại Washington bây giờ là 12 đồng Ừ. một giờ Nhưng mà mà những năm người mà xuất khẩu lao động á thì họ đâu có được cái quy chế đó. Họ à, không được quy chế đó. không biết họ sẽ được bao nhiêu Tại tiền, vì nhưng mà nhất cũng phải được minimum wage chứ. nhưng mà cái mức lương tối thiểu ở Mỹ này á, quy định là chỉ cho dành cho những người mà Hợp thường pháp. thường trú nhân ở Mỹ một cách hợp pháp thôi. Thế còn những người xuất khẩu lao động á, thì là họ lao động theo mùa, họ làm hết việc hết mùa họ về, thì mẹ không biết là họ có được hưởng cái quy Cái đó chế đó hay không. mình phải tìm hiểu kỹ, nhưng mà chúng tôi không biết cái đó, nên chúng tôi nếu mà ai mà dành về luật này hơn thì quý vị Sẽ có thể đóng góp. comment ở bên dưới. Còn theo như tôi á, thì tôi nghĩ là nếu mà là gọi là minimum wage chắc chắn là phải trả cho tất cả mọi người như vậy, dù họ có hợp pháp hay bất hợp pháp hay không chăng nữa, tại vì cái đó là minimum wage rồi, là tối thiểu rồi đó. Còn nếu mà trả thấp hơn là tùy vào lương tâm của mọi người thôi, nếu mà tại vì họ không có trả hợp pháp mà, cho nên họ muốn trả bao nhiêu thì họ trả thì đúng rồi. Thì hiện tại bây giờ thì theo như là những cái tin tức mà mình biết được á, thì là những cái công ty môi giới cho người xuất khẩu lao động sang Mỹ á, thì họ nói là nếu người nào muốn đi sang Mỹ lao động á thì là phải đóng cho họ một cái số tiền là từ 10.000 đến 15.000 đô để họ lo giấy tờ cho mình đi sang Mỹ lao động. Và họ khi mà họ lo cái giấy tờ như vậy đó thì họ nói là nếu mà mình sang Mỹ mình làm việc trong những cái nông trại hoặc là những cái công ty sản xuất đồ biển á, hoặc là làm thợ hàn á, thì có thể là kiếm được 1 tháng từ từ 3-4 ngàn đô lận. Thế nhưng mà theo như sự hiểu biết của mẹ thì không tài nào có thể kiếm được cái số tiền đó. Họ thì kiếm cao nhất là khoảng 2 ngàn đô thôi, nhưng mà nếu họ kiếm 2 ngàn đô như vậy mà họ làm theo thời vụ đó, có nghĩa là họ làm mùa hè thôi, còn mùa đông họ không không thể có việc làm, lạnh quá họ sao họ làm được, nên họ phải nghỉ, cho nên họ chỉ làm khoảng từ 6 đến 10 tháng vào mùa hè với mùa xuân thôi. Thì cái số tiền họ kiếm được trong vòng 10 tháng đó là khoảng chừng 20 ngàn đô, mà phải chi phí cho cái công ty mà xuất khẩu lao động tới 15 ngàn đô rồi. Như vậy thì họ còn lại có 5 ngàn đô thì không biết là họ sống sao. Nếu mà họ qua bên đây mà họ được ký 10 tháng thì chắc chắn 10 tháng đó phải phải có công việc họ mới ký, chịu ký 10 tháng. Còn nếu mà công việc nó chỉ có 6 tháng thì họ chỉ có ký 6 tháng thôi, họ không Đúng ký đến rồi. 10 tháng đâu. Thế mà cái tiền mà lo giấy tờ để mà xuất khẩu lao động sang Mỹ quá cao, nên họ tiền họ kiếm được thì họ trả cái chi phí để mà đi qua Mỹ lao động là gần hết rồi. Theo một cái bài báo mà được đăng trên mạng thì họ nói là một cái chi phí để lo một cái hồ sơ qua bên Mỹ này từ Việt Nam là 15.000 đô. Tại vì họ phải thông qua một cái quốc gia khác, chẳng hạn như là Hồng Kông. Giờ Hồng Kông thì nó đang tranh chấp là có phải là của Trung Quốc hay không. Cho nên không biết nó là tính là quốc gia hay không thì không biết. Nhưng mà Trung Quốc nó coi như là cái đó là của nó rồi chứ không phải là quốc gia. Nhưng mà bây giờ thì họ đang dùng mấy cái nước ngoài như vậy đó, cái Tức công ty nước là hiện ngoài á. tại bây giờ thì theo như chúng sự hiểu biết của chúng tôi ấy, thì chưa có một cái công ty nào thành lập để mà có thể đưa người Việt Nam mình sang xuất khẩu lao động sang Mỹ hết. Tại vì nước Mỹ chưa có ký kết hợp đồng với Việt Nam là cho phép thành lập những cái công ty để mà tuyển người là lao động từ Việt Nam và xuất khẩu sang Mỹ để lao động. Mỹ chưa chưa có ký. Thì mình mới đọc cái luật đó là mới thông qua, dự luật thông qua từ Hạ viện thôi. Đấy. Mà Hạ viện nó thông qua cũng không phải là thông qua cho phép người Việt Nam mình đi qua lao động nữa, mà cho phép những người mà lao động bất hợp pháp tại Mỹ mà đã làm việc ở Mỹ 10 năm hoặc là trên 8 năm. Thế thôi, chứ không phải là cho phép Việt Nam được xuất khẩu người lao động sang Mỹ. Hiện tại giờ chưa có công chưa pháp Mỹ chưa có ký kết với Việt Nam về cái chuyện này. Thế thì những cái công ty tư nhân của Việt Nam mà làm việc để mà tuyển cái người lao động Việt Nam mình sang Mỹ lao động đó thì là phải thông qua một cái công ty môi giới như là Hồng Kông hoặc Đài Loan, hoặc là một cái công ty nào đó mà họ phải đi đường vòng, chứ họ không có thể nào làm trực tiếp đối với Mỹ được. Tại vì xuất khẩu lao động thì Việt Nam mà đã làm lâu lắm rồi, nó xuất khẩu lao động qua Nhật rồi xuất khẩu lao động qua Trung Quốc có không nhỉ? Hàn Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nhật Đài Bản, Loan. Đài Đó là Loan. bên Việt Nam mình là ba cái nước đó là đi đông nhất rồi đó.
Thế còn mấy gần đây mình cũng biết là qua Anh nữa, nhưng mà không có phải hợp pháp thôi. Ừ, đi dân lậu thôi, đi dân lậu thôi. Thì bên nước Mỹ của mình, nước Mỹ chúng tôi hiện tại giờ thì chúng tôi được biết là trong cái lĩnh vực y tế thiếu rất là nhiều y tá và bác sĩ. Tại vì cái người Mỹ họ giỏi thì họ giỏi thiệt đấy, nhưng mà cái số người giỏi chỉ đến trên đầu ngón tay thôi, mà cái nhu cầu về y tá bác sĩ thì cần rất là nhiều. Thế cho nên nước Mỹ này bây giờ thì họ đang mướn rất là nhiều những người y tá và bác sĩ từ Ấn Độ với từ Philippines qua. Philippines là đại đa số là y tá, làm y tá. Còn Ấn Độ đại đa số là bác sĩ. Tại vì nếu mà quý vị ở bên Mỹ này thì quý vị đã thấy bây giờ càng ngày càng nhiều người Ấn Độ ở bên đây, mà họ làm kỹ sư cũng có, làm bác sĩ cũng có. Mà bác sĩ thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều, tại vì bây giờ Mỹ đang thiếu hụt nhiều quá. Tại vì khi mà họ một người đi học bác sĩ, họ lấy quá ít đi, họ lấy không đủ, mà họ phải xét kỹ lời kỹ. Chẳng hạn như là người Á Châu là cái sắc dân mà muốn làm bác sĩ nhiều nhất, đúng không? Thì nó đâu có chọn tất cả Á Châu được, nó phải chọn một chút Mỹ đen, rồi một chút Á Châu, một chút Mỹ trắng, rồi mỗi sắc tộc phải có một chút, thấy không? Chứ đâu có phải chọn một nên bây giờ mà muốn làm một cái người bác sĩ mà Việt Nam mà đàn ông thì rất là khó nha, mình phải cực kỳ xuất chúng mình mới có thể làm được. Chứ một người bình thường không thể nào làm được hết. Làm bác sĩ nữ Việt Nam thì nó dễ hơn một chút, tại vì đàn bà thì ít người làm y hơn, thì vô được dễ hơn là một người đàn ông, tại vì nông đông quá, thấy không? Thế nên bây giờ nó phải kiếm những cái quốc gia khác mà có bác sĩ sẵn rồi, chỉ qua đây học thêm một chút nữa thôi thì có thể làm được bác sĩ chính thức. Đó. Còn Việt Nam mình nếu mà được Mỹ nó chấp thuận làm cái xuất khẩu lao động á, thì sẽ có nhiều cơ hội cho Việt Nam mình sau này. Đúng rồi. Đó, dân bên Việt Nam có thể qua bên đây xuất khẩu lao động. Và cũng có thể có, nếu mà mở cái đường đó thì bác sĩ cũng có thể qua đây. Đúng. Nhưng mà bác sĩ thì phải trau dồi tiếng Anh. Việt Nam mình thì cái vấn đề về tiếng Anh nó hơi bị nặng. Nặng mà, tại vì không, bác sĩ rất là giỏi nhưng mà tiếng Anh thì không đủ trình độ để mà tiếp xúc với những người nước ngoài. Đó. Còn không nói là không có người giỏi đủ trình độ, nhưng mà đại đa số là không đủ trình độ. Đấy. Thì như vậy là mình thấy là hiện nay thì không ít lao động đang trông chờ được đi Mỹ làm việc qua những cái công ty mà xuất khẩu lao động Mỹ tại Việt Nam. Đấy. Thế nhưng mà qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết là thực tế là có một số công ty có xúc tiến đưa lao động sang Mỹ, nhưng mà phải qua một cái công ty môi giới như là của một nước khác. Nói về Hạ viện của nước Mỹ đã thông qua một cái dự luật cho phép di dân lậu ở những nông trại được nhập tịch. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Thì Hạ viện của nước Mỹ vào hôm thứ Tư ngày 13 tháng 12 năm 2019 đó các bạn, đã thông qua một cái dự luật mở đường nhập tịch cho hơn 1 triệu người lao động ở nông trại đang sinh sống ở Mỹ một cách bất hợp pháp. Thì với cái kết quả bỏ phiếu là 260 trên 165. Thì trong đó là 34 nhà lập pháp Cộng hòa bỏ phiếu thuận. Cái dự luật HR 5038 là một cái đạo luật hiện đại hóa lực lượng lao động ở nông trang, đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều thập niên Hạ viện đã thông qua dự luật di dân lao động nông nghiệp. Thì dự luật này nó giảm bớt được cái hạn chế thuê mướn nhân công nông nghiệp di dân, để mà đổi lấy cái việc là người chủ lao động trong cái lĩnh vực canh nông có thể sử dụng hệ thống điện tử để xác minh cái tình trạng di trú của người lao động. Thì dân biểu Lob Green thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang California đó, và Dan Newhouse thuộc đảng Cộng Hòa tiểu bang Washington đã khởi xướng cái dự luật này và đánh dấu một cái sự hợp tác đảng phái hiếm hoi, đặc biệt trong di trú. Thì nơi Cộng hòa nói chung không có ủng hộ con đường nhập tịch dành cho di dân lậu, và đảng Dân Chủ thì càng ngày càng không muốn ủng hộ những cái biện pháp thực thi mới. Nên có nghĩa là Hạ viện của nước Mỹ có hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng hòa đó. Thì cái đảng Cộng hòa là lúc nào cũng không có mà ủng hộ cái luật mà di dân lậu, để cho những người di dân lậu này được phép có thể sanh để ở lại Mỹ. Còn đảng Dân Chủ thì thường thường là dễ dàng hơn, nên là khuyến khích cái vấn đề mà cho di dân lậu á, được phép có thể
ở lại Mỹ theo cái con đường mà làm việc ở các nông trại đó các bạn. Thì cho dù có sự ủng hộ của cả hai đảng ở Hạ Nghị Viện, nhưng mà dự luật này cũng khó có thể mà được Thượng Nghị Viện của nước Mỹ do đảng Cộng Hòa đang kiểm soát đưa ra bỏ phiếu. Thì Tổng thống Trump thì chưa có tỏ dấu hiệu có ký hay là không, bởi vì ở Thượng Viện này thì là đảng Cộng Hòa rất là đông, đông hơn là đảng Dân Chủ, cho nên là họ kiểm soát được cái lá phiếu của họ. Nếu mà tất cả mọi người trong đảng Cộng Hòa mà họ đều đồng lòng thì họ bỏ phiếu thuận hay là phiếu không thuận là chắc chắn đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện họ sẽ thắng. Cho nên là dù cái dự luật này có được thông qua ở Hạ Viện thì lên Thượng Viện cũng còn rất là khó, cho nên là Tổng thống Trump thì chưa biết là ông có ký hay không. Theo dự luật của Hạ Viện á, thì người lao động nào mà đã sống ở nước Mỹ ít nhất là 10 năm thì có thể nộp đơn xin thẻ xanh nếu họ làm việc trong ngành nông nghiệp thêm 4 năm nữa. Còn nếu nhân công ở trang trại á, đã làm việc ít hơn 10 năm thì họ phải bổ sung thêm 8 năm nữa mới đủ điều kiện để xin thẻ xanh. Và người có thẻ xanh thông thường sau 5 năm thì có thể nộp đơn xin nhập tịch. À, vậy cũng dễ nếu mà Thượng Viện mà họ thông qua ha. Thì cũng dễ thôi, nhưng mà không biết Thượng Viện họ có thông qua đâu, nhưng mà Hạ Viện là họ thông qua cái dự luật này rồi đó. Đổi lại, cái ngành nông nghiệp sẽ được yêu cầu sử dụng là E-Verify, hệ thống, tức là hệ thống điện tử cho phép người sử dụng lao động kiểm tra tình trạng di trú. Những người mà những cái chủ nông trại đó họ mướn thì họ có thể dùng cái việc mà kiểm tra bằng điện tử để mà biết được cái người lao động này họ xin việc ở cái nơi công ty của họ đó, tình trạng di trú của họ như thế nào, hợp pháp hay là bất hợp pháp. Thì ngành nông nghiệp phản đối mạnh mẽ yêu cầu như vậy, trong khi phân nửa nhân công của nông trang không được làm việc hợp pháp ở Mỹ. Theo khảo sát lao động nông nghiệp quốc gia do một cơ quan trực thuộc Bộ Lao động đó. Thì đây là cái bản tin mới nhất từ ngày 13 tháng 12 đó. Thế nhưng mà theo như chúng tôi được biết đó, tôi chia sẻ với các bạn đề tài này để các bạn cũng hiểu biết thêm một ít thông tin về cái vấn đề mà lao động xuất khẩu qua Mỹ nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Mọi thông tin và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn, mình là Ân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn muốn xem video của mình ra về sau này, mong các bạn nhấn nút subscribe ở dưới, nút màu đỏ đấy các bạn. Tạm biệt các bạn.